Bản tin Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ngày 21 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Con số kỷ lục, hơn 100.000 người mắc COVID-19 chỉ trong một ngày. Việt Nam tiêm thử nghiệm đợt 2 vaccine COVID-19 trên chuột. Phát hiện những điểm lạ từ những bệnh nhân ở Trung Quốc. Israel sáng chế khẩu trang đặc biệt có thể đeo khi ăn. Mang viên sỏi mật hình virus SARS-CoV-2 trong bụng suốt 30 năm. Trước khi vào nội dung chính của bản tin, các bạn đừng quên subscribe kênh để xem những video thú vị tiếp theo của kênh nhé! Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận 106.000 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ qua, cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện. WHO bày tỏ lo ngại về xu hướng số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh tại các quốc gia nghèo và thậm chí tại nhiều nước phát triển vừa dỡ phong tỏa. Gần 2/3 trong số các ca nhiễm này là do 4 quốc gia báo cáo, Tổng giám đốc WHO Tedros nói. 4 quốc gia mà ông Tedros đề cập đến gồm Mỹ, Nga, Brazil và Ấn Độ. Mỹ, Nga, Brazil hiện là 3 tâm dịch lớn nhất thế giới xét về số ca mắc COVID-19 được xác nhận, trong đó Mỹ hiện có gần 1,6 triệu ca, Nga hơn 300.000 ca và Brazil xấp xỉ 300.000 ca. Cho tới nay, đại dịch đã khiến hơn 5 triệu người mắc bệnh, gần 330.000 người tử vong. Dự kiến đầu tháng 6, các nhà khoa học sẽ tiêm thử nghiệm đợt 2 vaccine COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu trên chuột nhằm dò liều vaccine hiệu quả. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn vaccine và sinh phẩm số 1 Fabiotech là đơn vị đầu tiên ở nước ta nghiên cứu thành công vaccine dự tuyển COVID-19 và bắt đầu tiêm thử nghiệm trên chuột. Trong đợt 1 có 50 con chuột được tiêm thử nghiệm và hiện cả đàn chuột đều khỏe mạnh, đang được tiếp tục theo dõi. Đây là giai đoạn quan trọng của nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Sau đó, vaccine sẽ tiếp tục được nghiên cứu để xây dựng quy trình sản xuất, định liều, thử nghiệm chính xác trên động vật nhằm đánh giá thêm về tính đáp ứng miễn dịch cũng như khả năng bảo vệ của dự tuyển vaccine này. Cuối cùng là thử nghiệm trên người ở nhóm nhỏ và nhóm lớn. Bên cạnh đó, trong số 9 bộ sinh phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép cho xét nghiệm COVID-19 tại Việt Nam, có tới 4 sinh phẩm của Việt Nam. 2 trong số 4 sinh phẩm này vừa được Bộ Y tế cho phép đưa vào sử dụng và cũng là sản phẩm sản xuất trong nước. Đến sáng nay 21 tháng 5, Việt Nam tiếp tục ghi nhận ngày thứ 35 không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Các bác sĩ Trung Quốc phát hiện virus corona chủng mới SARS-CoV-2 đang cho thấy những đặc điểm khác biệt khi lây cho bệnh nhân tại các ổ dịch mới ở vùng Đông Bắc Trung Quốc so với thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc. Cụ thể, các bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang dường như mang virus lâu hơn và mất thời gian dài hơn để hồi phục. Họ đã tiến hành các xét nghiệm axit nucleic khi nghiên cứu về vấn đề này. Bệnh nhân ở Vũ Hán không chỉ tổn thương ở phổi mà còn ở thận hay ruột. Tuy nhiên, các ca nhiễm ở Đông Bắc Trung Quốc, trong đó nhiều ca liên quan tới những ca nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu bị tấn công ở phổi, trong khi tim, thận hay ruột bị tác động rất nhẹ. Điều này cho thấy con virus nguy hiểm và âm thầm này có thể đang biến đổi theo những hướng chưa biết đến và sẽ làm phức tạp công tác chống dịch. Khoảng 46 ca nhiễm đã được ghi nhận trong 2 tuần qua tại 3 thành phố là Thư Lan, Cát Lâm và Thẩm Dương đã khiến chính quyền nhiều nơi ở Đông Bắc Trung Quốc áp dụng các biện pháp phong tỏa trở lại, ảnh hưởng tới hơn 100 triệu dân. Các nhà phát minh Israel đã tạo ra loại khẩu trang chống COVID-19 nhưng vẫn cho phép người đeo ăn uống tiện lợi khi đi vào các quán ăn mà không cần tháo ra. Chiếc khẩu trang có khe hở được điều khiển bằng một thiết bị cầm tay giúp mở hoặc đóng khẩu trang khi ăn nhưng cũng có thể mở tự động. Chiếc khẩu trang này thích hợp hơn khi người dùng ăn đồ cứng, nếu ăn canh hoặc kem thì rắc rối hơn một chút. Công ty này cho biết họ đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và dự định bắt đầu sản xuất loại khẩu trang trên trong vài tháng nữa. Khẩu trang sẽ được bán ở mức giá cao hơn, khoảng 0,85 đến 2,85 USD so với khẩu trang y tế thông thường. Một bệnh nhân nam 73 tuổi tại Vĩnh Long đã phát hiện sỏi mật cách đây 30 năm khi tình cờ siêu âm ổ bụng tại một cơ sở địa phương. Tuy nhiên, do không có triệu chứng bất thường nên bệnh nhân không điều trị mà chỉ theo dõi. Gần đây, bệnh nhân có biểu hiện đau âm ỉ vùng dưới sườn phải và thượng vị nên đã đến bệnh viện để thăm khám. Ngay sau đó, bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt túi mật, bao gồm một viên sỏi to kèm một viên kẹt phần cổ túi mật. Điều trùng hợp, viên sỏi mật có hình dạng rất giống hình virus SARS-CoV-2.
Theo bác sĩ điều trị, bệnh lý sỏi mật là bệnh lý thường gặp trong cộng đồng. Nhiều trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng cụ thể của bệnh. Do đó, khi có triệu chứng đau bụng bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám để kịp thời phát hiện và tư vấn từ bác sĩ, hướng điều trị nhằm tránh những biến chứng do sỏi túi mật gây ra như viêm túi mật, hoại tử túi mật gây viêm phúc mạc, viêm tụy cấp.